Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Maruyama Bit Em nha các bạn. Đây, Maruyama Bit Em. Bit Em này có nghĩa là được người tiêu dùng bình chọn đó các bạn. Được người tiêu dùng bình chọn. Maruyama Bit Em. Và nó có cái tên riêng là AC265STD. Cái chữ R này là có cải tiến nha các bạn, là thế hệ mới đó, có cải tiến ha. Chữ R. Cái máy này nó sở hữu một cái nòng là 34 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 26cc. Với tầm làm vườn của mình rất là vừa tay các bạn. Đặc biệt cái máy này trọng lượng nó rất là nhẹ nha. Siêu nhẹ luôn đó. Rất là thích hợp cho người lớn tuổi và giới phụ nữ nha. Nó còn một cái điểm đặc biệt, rất là đặc biệt đây, nó mang một cái tay ga bóp các bạn. Tay ga bóp có tích hợp công tắc luôn nha. Đây các bạn quan sát xem. Các bạn quan sát xem cái nòng đó nè. Đây mình lại nó cái ao gió nó kín quá để mình cho các bạn xem. Nó trắng tinh luôn. Đây, các bạn xem ha. Cái nòng nó trắng tinh luôn các bạn. Đấy. Tinh như chưa xài vậy các bạn ha, không có ám khói, không có gì hết các bạn. Đây các bạn xem cái tên của nó đây ha, Maruyama AC265STD. Nó mang một cái chụp giật trợ lực nha các bạn, chụp giật trợ lực mới tinh như là mới khui thùng các bạn. Các bạn xin xem tinh luôn, mình kéo ra hơi cứng, kéo không nổi, kéo mình không có dịnh cái máy được. Đây các bạn quan sát tiếp cái nắp xăng của nó nha. Dòng máy Maruyama nắp xăng kính các bạn. Mà rất là đã luôn. Rất là đã luôn ha. Đây. Có gòn đệm rất đã ha. Nhìn cái nắp zin cái nè các bạn. Rồi cái nắp không là thấy thương rồi. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Với tỷ lệ khuyến cáo là khoảng 50cc trên lít cho tới 70cc trên lít nha các bạn. Mình nên dùng nhớt tốt và xăng tốt nha các bạn. Nhớt tốt, nhớt chuyên dụng ha. Cho động cơ hay thì. Và xăng thì xăng càng không còn chừng nào càng tốt chừng đấy nha các bạn. Ví dụ như xăng 95 chẳng hạn ha. Rất là đã. Để mình cho các bạn xem cái chế hòa khí quanh rồ của nó nha. Để mình lấy dịch. Chế hòa khí quanh rồ của nó rất lạ các bạn. Dòng Maruyama là lúc nào cũng mang chế hòa khí quanh rồ xịn hết các bạn. Chế quanh rồ xịn nha, chẳng phải chế quanh rồ dởm nó ha. Đây các bạn xem. Đây, cái nó mới các bạn. Đây ha, có logo Maruyama đầy đủ luôn. Đây các bạn. Rất là dữ luôn. Ở đây, đây các bạn nhìn xem cái nó mới nè. Nó mới tới kinh ngạc luôn ha. Ở dưới này nó có cái logo, cái số series của nó các bạn. Các bạn có thể chụp hình lại ha và phóng to ra để xem ha. Để khi mình nhận cái máy mình á, mình khẳng định là cái máy mình đã xem nha các bạn. Đây, số số series của nó đó các bạn. Số quân ha. Ở phía trong này nó có made in Japan luôn các bạn. Đây, đây made in Japan nha. Bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem ha. Hình sao bằng. Rất là dữ dằn luôn. Nó mang một cái tum rời nha các bạn. Còn trắng bóc như chưa xài các bạn. Cần láp màu vàng nha. Cái này về thẩm mỹ thì cái máy này không còn chê vào đâu được các bạn. Các bạn thấy các xúc kết công tắc đó không? Mới tinh luôn. Có tem logo toàn cầu luôn nè các bạn. Toàn cầu nghĩa là nó mua bán trên tất cả các nước ha, các châu lục.
À, để mình cho các bạn xem chữ quanh rồ nó đây chứ. Chữ quanh rồ này nó hơi án một tí nhưng mà vẫn thấy được các bạn. Để mình cho các bạn xem. Chữ quanh rồ nó đây các bạn thấy. Đấy, đấy. Và theo. Đó, chữ quanh rồ đó các bạn. Hơi mờ ha. Đấy, đấy. Chữ quanh rồ đó ha, chánh tông quanh rồ 100%. Chữ đó khó thấy, còn chữ trên này rất là dễ các bạn. Ở trên tay ga nó là có cái chữ quanh rồ nó nè. Ở đây là nó có một cái núm đậy cái lỗ chỉnh xăng này nghe các bạn, chỉnh xăng tốc độ thấp ha, nó đậy lại đây. Các bạn muốn chỉnh thì các bạn lấy mũi vít nhỏ, các bạn tách lên thì sẽ lấy ra được nha, rất là dễ lấy. Đây lỗ thông hơi của nó các bạn. Đây, chữ quanh rồ đây rất là rõ ha, dòng dòng quanh rồ lùng này nó có hai chữ quanh rồ luôn các bạn, này dòng quanh rồ lùng. Ai rồi con đi vô đi để ông nội test máy nha. Rồi các bạn nhìn xem máy giống y chang như đập thùng ha, bộ lửa nó nè, chân luôn tùm nữa nè, các bạn quan sát kỹ xem. Quá đỉnh luôn. Đây, các bạn quan sát bên mồ lửa cho kỹ xem ha. Trắng tinh luôn các bạn. 26 ha. Mồ 26. Nó phần này, cái máy này mình nói siêu nhẹ nha các bạn. Để các bạn quan sát xem ốc ác của nó nè các bạn. Trắng tinh luôn ha. Tinh luôn, rất là đẹp luôn. Tới cái đệm hông của nó thì cũng vô địch luôn các bạn. Quá đẹp, mềm mại ha, bền bỉ luôn. Rồi kế tiếp nó mang một cái tay ga bóp nha. Đây là một cái lựa chọn rất là nhiều bạn rất là thích nha. Đây là ghim ga nha các bạn. Mình càng kéo lên thì mình bóp ga này nó càng nhỏ nha các bạn. Có thể tới đây là bóp không ăn luôn ha. Mình kéo xuống càng về hướng xuống này thì nó càng tăng cái dây ga lên cho thẳng ha. Mình bóp mạnh nè ha, là nó lên hết ga đó các bạn. Còn cái tay ga này nếu các bạn nào muốn thích xài tay ga giữ thì cố định này lại ha. Các bạn lấy dây cố định này lại, các bạn sử dụng bằng cái này thì nó là như một tay ga giữ các bạn ha. Muốn để đâu là để đó đó, để tốc độ nào là để tốc độ đó, rất là đã luôn, đã tuyệt vời, không có gì bằng hết. Các bạn thấy nó về gà nó nè, làm rất là mỹ miều ha, bao bọc lại kín đáo tại vì nó tích hợp với cái dây công tắc đó các bạn, cho nên nó bọc lại rất là gọn gàng và tăng độ bền nữa nha các bạn. Đây nó có tích hợp công tắc đây luôn các bạn, tay ga bóp mà có tích hợp công tắc luôn, rất là đã luôn ha. Đây các bạn nhìn xem cần láp đó nè, dàn nín luôn, quá đẹp, cùm đó nè, chẳng tin luôn ha. Đây cần láp nó đây các bạn quan sát xem, này an toàn sử dụng các bạn. Đây, Maruyama Beat M có chữ R nữa nè các bạn. AC265STD. Đây cái tem này mới giữ rằng tem này là tem eco nè ha, tiết kiệm xăng, tiết kiệm sức. Và có cái tem lá hai lá cây màu xanh nè các bạn. Đó là bảo vệ môi trường ha. Đây. Lá cây màu xanh này là bảo vệ môi trường, và chữ eco này có nghĩa là tiết kiệm nha các bạn. Tiết kiệm ở đây là tiết kiệm xăng và tiết kiệm sức ha. Bảo vệ môi trường là nó chống tiếng ồn, chống khí thải đó các bạn. Cùi nữa nè, cùi siêu chống dính cỏ luôn các bạn. Có chén ấp ngược từ dưới lên ha. Nó đậy kín hết các khe dướng cỏ ha. Quá đỉnh luôn. Ở dưới này nó chống mài mòn nha các bạn.
Đây, chống mài mòn, chống mài mòn nó để bảo vệ con ốc này ha, cho con ốc này nó chậm mòn ha, để cho mình tháo dao ra cho nó dễ. Ở đây nó có lỗ chốt nha các bạn, đây lỗ chốt đứng nha, các bạn có thể thấy rõ không? Đây, để mình nghiêng qua đây cho các bạn thấy rõ, đây là lỗ chốt đó nha. Các bạn ghim cây ba ly vào ha, các bạn xoay 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 về là nó sẽ sụp một cái lỗ ở dưới để mình chốt cho dính vào này lại nha các bạn. Đấy, trắng cỏ này của Maruyama nè, rất là quen thuộc ha, cùi em re luôn các bạn, rất là đã luôn, rất là khích khao ha. Tổng thể cái máy đây quá đỉnh luôn các bạn, quá đẹp. Cái máy này mình nhắc lại nha, trọng lượng rất là nhẹ nhàng nha, thích hợp cho người lớn tuổi và giới phụ nữ nha, quá đỉnh luôn. Maruyama Big M. Đẹp hết chỗ chê luôn ha các bạn, quá đẹp luôn. Đây nó có vết chày nhỏ các bạn, chày cái tem. Giờ để mình gáp cái bô vào mình nổ thử cho các bạn xem nha, cực kỳ nhạy nổ luôn. Nghe gió nó đây các bạn, nghe gió nó đây ha. Này cái máng vô nó trên này nó có cái chấu đây các bạn, có cái móc ở trên, mình vô cho đúng cái móc ở trên đó thì mình gài nó mới vô các bạn. Hơi dướng cái gì đây, nó chịu vô đó, vô các bạn. Nó khích quá, mình ấn hơi mạnh tí nó mới vô, quá khích luôn. Cái chấu cái móc này quá khích luôn ha. Rồi, rồi đây mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên máy nguội thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, bơm xăng đóng e ha, kéo về phía sau là đóng ha. Đây nó có cái dấu chỉ thị đây các bạn, đây các bạn có thể xem cái dấu chỉ thị của nó đây các bạn. Đây, đây là mở nha, đây là đóng ha, rất là dễ nhận biết nha. Và là chữ đây, chữ khai nè, chữ bế này ha, theo từ của Trung Quốc nha. Nhưng mà của chữ Nhật nó chữ nó giống giống vậy, mình đọc theo từ Trung Quốc chứ mình không biết từ chữ Nhật các bạn. Khai bế là mở đóng đó các bạn, còn mình không biết chữ này thì mình nhìn cái dấu chỉ thị này cũng biết ha. Đây là mở nè, đây là đóng nè ha. Rồi, để mình nổ thử cho các bạn xem. Rồi mình đầu tiên thì máy nguội thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, đóng e ha, và giật thì nó sặc lên một tiếng là nó mình nhanh tay mình mở e ra nó chạy luôn nha, mình chậm tay thì mình giật phát sau nó sẽ nổ ha. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem, kéo hơi mình tính mình dự định là mình kéo hơi cho các bạn nghe tiếng hơi của nó chả về chả ngờ nó chạy luôn các bạn. Nó không chịu qua tua mà nó nổ luôn. Cái này có môn bấm công tắc cho nó tắt thì kéo hơi mới được các bạn, không ai kéo hơi lên là nó nổ đó. Quá dữ. Các bạn thấy mình kéo rất ít dây ha, vừa ra cỡ gan dây là nó nổ các bạn. Cho nên mình nói cây này là nó rất là thích hợp cho giới phụ nữ và các người lớn tuổi nha. Rất là tốt các bạn, rất là tốt.
rất là dễ nổ, chạy rất là mạnh mẽ luôn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Maruyama Beat M AC265STD đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.